Khánh Hòa, ông Lê Huy Toàn, 56 tuổi, Phó Chủ tịch Nha Trang, bị Viện Kiểm sát đề nghị 9-18 tháng tù treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, chiều 27 tháng 2. Cùng tội danh, Võ Mỹ 58 tuổi, chuyên viên phòng đô thị Nha Trang, và Lương Văn Giáp 35 tuổi, chuyên viên phòng tài chính kế hoạch Nha Trang, bị đề nghị mức án 6-12 tháng cải tạo không giam giữ. Ông Lê Huy Toàn, Phó Chủ tịch Nha Trang tại tòa ngày 27 tháng 2, ảnh, Xuân Ngọc. Bị cáo Vũ Thị Mai Hương 51 tuổi, cựu Chủ tịch phường Phước Long, và Nguyễn Đức Cường 41 tuổi, nguyên cán bộ địa chính phường, bị đề nghị 12 đến 20 tháng tù treo về tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Tại tòa, ông Lê Huy Toàn thừa nhận đã thiếu trách nhiệm trong quản lý, không kiểm tra, kiểm soát nên đã ký cấp đất cho các hồ sơ giả để nhận bồi thường. Còn bà Hương nói rằng là người đứng đầu Ủy ban Nhân dân phường, nhưng đã có lỗi khi không kiểm tra chặt chẽ các hồ sơ. Lúc cấp dưới trình lên, bà không biết trong đó có các tài liệu làm giả. Cho tin tưởng vào chuyên môn của cán bộ tham mưu, nên bà đã ký duyệt mà không hay hồ sơ có sai sót. Tương tự, ba người còn lại đều thừa nhận hành vi vi phạm, mong muốn được tòa xem xét giảm án. Theo đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, các bị cáo đã thiếu trách nhiệm để xảy ra tình trạng làm hồ sơ giả, cấp đất tái định cư trái quy định. Những vi phạm này khiến Ủy ban Nhân dân Nha Trang phải ra văn bản hủy các quyết định cấp đất tái định cư 71 hồ sơ làm giả, gây thiệt hại gần 300 triệu đồng. Tuy nhiên, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận và đã khắc phục hậu quả. Do đó, Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị tòa xem xét trách nhiệm của các bị cáo và không cần cách ly khỏi xã hội mà hưởng án treo và cải tạo không giam giữ, dự kiến chiều mai hội đồng xét xử tuyên án. Ông Lê Huy Toàn giữ cùng 4 bị cáo trong phiên tòa, ảnh, Xuân Ngọc. Theo cáo trạng, ông Lê Huy Toàn cùng nhiều người nằm trong tổ công tác giúp việc hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư trong dự án khu đô thị Hoàng Long, rộng hơn 25 hectare tại phường Phước Long, do công ty trách nhiệm hữu hạn MTV đầu tư xây dựng và địa chất UPGC làm chủ đầu tư. Quá trình thực hiện, Phó Chủ tịch Nha Trang cùng các đồng phạm bị cáo buộc đã lập, làm giả gần 50 hồ sơ để hưởng bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Cuối năm 2018, những người này bị khởi tố, được cho tại ngoại. Đến nay, ông Toàn vẫn giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang, do tòa chưa tuyên án. Tuy nhiên, ông không được phân công công tác và bị đình chỉ sinh hoạt đảng, đại biểu Hội đồng Nhân dân của thành phố. Xuân Ngọc Les Block S. Oi.